Đây cho mọi người thấy con cá trê dạng trê hồng đột biến. Đó, thấy cái con khủng không? Đây. Con cá đây, con cá này 7 kg không ơi. Đây. Quá khủng luôn. Đây cần hay cái. Đây nè. Dữ quá làm sao ôm nổi vậy, dữ lắm. Con cá phối thần luôn ông nội ơi. Đéo hết rồi, đéo có vỗ cái gì mà để nó nổi. Có lấy cái vỗ đỏ vậy coi. Cá thối thần luôn, cá sắp tinh. Khoan, để coi cái gỗ này. Gỗ này chừng, ôi, 100 gram. Nè, mày để dưới đất đi, để cho nó phanh tròn lại cái dùng cái đi. Ây da. Trời ơi, cá. 7,5 kg, 7,4 kg, ghê không? Cho 7 kg đi. Cá thối thần luôn cá. Nhiều quá. Giờ ở đây muốn bán cá này nhiêu? Nói gì, có ai ấy hỏi ấy bán cho ai nữa này lên cá là làm kiển được nè, cá này thả hồ kiển ngon lắm. Quá chục con cá, cá hết nói luôn. Cá này đặt bằng lọc nha mọi người. Hả? Cá này cá tự nhiên luôn. Cá sống lâu năm rồi. Thì ghê chưa, thấy cái dâu nó mặn, nó dâu mực không? Mọi người có rau nè. Rau cũng bằng món cá Úc luôn. Nãy giờ tính coi, tính bán, nếu không bán thì thả hồ ra lợi trâu. Hồ nào hồ, nó có bán không? Ừ, coi nó thả hồ gì nó kéo lên. Thằng để bữa đi. Ừ. Quá wow. Cá này là hiếm, hàng như cá này nhỏ là có, chứ bự vậy là không có. Mới thấy luôn á. 7 kg mấy? 7 kg 3. Tao đón 7 kg đó mà đủ. Cho coi cái lọc. Cái lọc nè hả? Đây tao bơm vô cho coi nó vậy nè. Nó vô mà dính không nổi mà nè. Đó. Cái lọc vô đây mới vô con cá thối thần luôn. Cái lọc đặt trên bờ ha, đặt dưới kinh. Đặt dưới bờ cho dưới mương kinh á. Đặt dưới mương kinh nước chảy nè. Cái lọc như lớn vậy, cá vô giáp luôn rồi các bạn. Nó còn chưa? Đó trời, cá cũng. Tao chụp cái hình đó mà giờ mày thấy mày tưởng không có bự đâu. Tao nhìn thấy nhỏ mà. Nãy chụp hình thấy nhỏ mà. Mấy ký chung quá. Cá này thường thường thấy chừng ký 2 ký là hết mát rồi. Đâu đâu con cá này mà bự dữ vậy. Tao nói mày bóp cái khứa nữa thôi mày thấy không? Con cá bóp thường có tửa nè như đó. Cá như cá trê mà màu mà đúng cá trê thường 7-8 ký thì có. Chứ con cá này màu thấy ít. Con cá này cá đực nè, nuôi không bao giờ chết nè. Tại nó không có đẻ phải không? Rồi các ai cần mua liên hệ mình nha. Quá cũng. Nếu mà con cá cái nó cục ngủng à. Con cá thì dài hơn 8 tấc á. Con gan hơn 4 gan thôi đó. Con gan tay ta là gan 2 tấc đó, ta gan 4 gan đó mà còn dương khúc á. Cái lạp vậy sao vô được hay trời. Cái đặt cái lạp là đặt máy nước cập nước chảy rảnh chạy xuống hả? Ừ. Đặt ở ngoài bên sông thôi chứ cái đó bên dưới kìa nè. Cái cống hả? Nước trên đầu ngọn cống. Tây Ban Nha cũng đã chứng kiến số ca mắc mới tăng gấp 5 lần. Hiện tỷ lệ lây nhiễm ở nước này hơn 60. Đặt trên bờ này sao lên nổi. Rồi ai cần mua thì liên hệ số điện thoại mình nha. Rồi chín một mới giờ gấp lại lần mọi người ơi. Vậy em mà cháy mỡ hành lên, để mỡ hành lên thì không thua gì nghêu rồi nha mọi người. Ủa nghêu có nướng mỡ hành hả? Nghêu chấm mù tạt được chưa? Thích vắt lỗi rồi.